Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ trở thành ninja. Điên à, làm ninja kiểu gì ấy? Ninja. Giống như thằng ăn trộm ấy. Ninja đây còn gì nữa, đâu đâu có ăn trộm đâu. Anh nếu mà muốn trở thành ninja thì phải đến lớp học ninja mà em sẽ giới thiệu cho anh, học phí rất là rẻ thôi. Đó là học phí 10 tỷ, có tiền không? Không, có 1.000 được không? 1.000 cũng được. Ok. Bây giờ đợi anh thay đồ ra. Không, đợi độ như này giống thán trộm thật. Anh cũng thấy đúng rồi. Đi học lại trở thành ninja vô địch thế giới luôn. Ok, nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Đi thôi. Damn, ninja bên của đành đã đến đây. Yeah, sư phụ. Sư phụ nhận con làm đồ đệ nha. Đây là sư phụ của bên của Thành này. Đấy, trông lách xlách chưa đầu hói đấy. Trông rất là già nua đấy. Ôi giời ơi, sư phụ của Bêu Quý Hành chính là ốc. Hả? Đâu, em thể hiện trình độ làm ninja nào. Ninja chạy nhanh như chiếc xe không phanh. Ôi giời ơi. Ôi giời, anh chạy nhanh nè, anh chạy nhanh nè. Ninja nhào lộn trên không trung. Anh cũng nhào lộn này. Ôi sư phụ gì mà chả biết, cảm ơn võ gì mới. Biết giống như anh, như sư phụ dởm các bạn ạ. Ok. Ở đây có vòng quay, mình được quay miễn phí đi không? À, được một lần quay để xem quay được cái gì nha các bạn. Ở quay đi. Đang quay. Bruh. Được X2 skip, nghĩa là mình có thể vượt qua hai màn mà không cần phải chơi. À, được rồi, em xem để em quay này. Em cũng được skip. Ê, ôi, thế là giống nhau. Ngoài ra để anh kiểm tra nào, ở đây chúng ta có cái reset, không cần reset, vào shop nào. Ui, có bộ gọi là Thunder God Ninja với giá trị là 499 Robux Galaxy. Ui, nhiều đồ xịn ra phết không ạ. X2 Cup. Cái này nó giúp chúng ta tăng tốc độ lên 105 và nhảy lên 32. Ui, những cả bộ đồ sau thì càng bộ đồ sau càng xịn, thì làm sao để mua được nó này ông nè. Không có bộ ninja màu hồng à. Mình sẽ sử dụng cái tiền này để mua cái tiền cúp này này, để mua cái bộ này. Trời ơi, em chả thích, em thích bộ ninja màu hồng cơ. Bây giờ xem VIP phim có tác dụng gì, ninja màu hồng đâu, làm gì có ninja nào màu hồng. Thế mới bảo là chẳng có. Ui, cái bộ này limited đấy Thành ơi, limited, để em đâu? Mua limited. Đâu? Đây, limited đây. Ui. Đây, bộ này có hiệu ứng màu hồng. Anh mua bộ này. Không, em mua chứ. Em anh mua bộ bên kia hiệu ứng màu xanh kìa. Thì em mua đi xem có được không. Em mua mà, em mua bộ này là 150 Robux. Từ 790 chuyển thành 150. Đang được sale kịch sàn các bạn ạ. Rồi bây giờ em mua rồi đấy. Bây giờ em để em lên đồ cho Bêu Quý Thành xem. Trời ơi. Đâu? Nhìn thấy em chưa? Đâu? Ai, nhìn thấy hiệu ứng chưa? Ninja đấy. Ai da, trông oách quá. Anh sẽ mua ninja sấm xịn. Các bạn nhớ xem quảng cáo trong video cho anh Bêu Quý Thành nha các bạn nha, để ủng hộ anh thật là nhiều. Ui, Robux đấy. Anh có sức mạnh của thần đấy Bêu Quý Thành ạ. Thần thì rõ ràng ở trong shop cũng là cái này đúng không? Giống hệt cái này đúng không? Đúng rồi. Đây chính là cái này đúng không? Thunder God Ninja hay là con này xịn hơn? Hai con này như nhau à? Không, con của anh xịn hơn ấy. Con của em giá nguyên của nó chỉ có hơn 700 thôi. Của anh 999 okay, cơ mà. Ok, anh sẽ mua bây giờ. Mua luôn, không nói nhiều. Được của nó đấy. Mua đi. Mình phải là ninja VIP nhất thế giới. Các bạn nhớ xem quảng cáo nhá. Thấy quảng cáo trong video các bạn phải xem hết. Đừng bấm bỏ qua thì anh mới có tiền để mua. Còn có cả rìu luôn, đợt lưỡi hái luôn. Ninja Bêu Quý Thành ngầu điết à. Được, bây giờ thử bấm quy nào. Bay quá, sắp tại bên này đâu cơ. Có khả năng khác à, không phải là chỉ nhảy à? Đúng rồi, từ từ xem có trang phục không. Không có trang phục à? Đây. Nó là cái khả năng hay sao? Nó chỉ là kỹ năng thôi, không có trang phục. À, nhìn thế này. Em đi đến tận đâu rồi Bêu Quý Thành ơi? Từ từ để anh bị làm sao bị lỗi rồi các bạn đợi một xíu. Ôi giời, Bêu Quý Thành mua đồ xịn quá, không biết dùng bị lỗi các bạn. Bị làm sao rồi các bạn ạ? Rồi các bạn ơi, Bêu Quý Thành đã quay trở lại. Ốc chạy mất tiêu rồi, ốc dám bỏ ai nhưng không sao. Anh là thần xe, thần sớm, lưỡi hái tử thần. Ôi bay nhanh quá, chưa checkpoint. Đồ ăn hại. Nhanh như chiếc xe không phanh luôn các bạn ạ. Okay. Bêu Quý Thành mình nhìn mãi thấy chả thấy đâu, thấy đang nhảy tưng tưng. Trời ơi, trình độ cao. À, phát hiện ra ốc rồi, ốc em không thoát được anh đâu. Hiểu, anh có kỹ năng. Bay phát ra đây. Bay nhanh quá các bạn ạ. Đây nhanh quá, vượt quá cái bên vạch đúng không? Đúng rồi. Úi giời. Wow. Cày thế nhờ các bạn nhờ, mình tao bị quá đà thôi. Bêu Quý Thành kiểu nhanh quá. Ui, anh bay
còn phát qua luôn từng đấy cái trụ luôn á. Đúng rồi. Wow, ôi giời ơi, con sợ. Tên Quỳnh Anh giỏi ghê luôn. Đúng là sức mạnh của robot. Sức mạnh của các bạn xem quảng cáo trong video đây. Ôi giời ơi, chiêu ơi. À, là... mình phải đi 3 lần thì bên Quỳnh Anh chỉ đi có 1 lần thôi. Ôi, ôi, ôi. Không được rồi, mình phải búp sức mạnh thôi. Đấy, người ta gọi là ninja. Cái này 99 robot là cái gì đây, thiền à? Trông như kiểu thiền đấy. À, chắc là tu luyện đấy. Tu luyện năng à? Tu luyện đấy. Ừ. Tu luyện ê. Anh nhảy phát lên trên này cho ốc xem. Ôi, đâm đầu vào đá. Ôi, rụng rồi. Rụng rồi, ôi không. Đừng bao giờ hao ai với lại ninja ốc. Nhìn đây. Ai xời. Ninja ốc. À, ai à, ai à, xời, xời, xời. Ui giời. Ui giời ơi. Người ta gọi đẳng cấp ninja ốc hơi xì ke à. Yes. Không bao giờ xì ke. Anh sẽ bay cho các bạn xem trình độ của anh. Úi xù. Wow, wow. Tưởng rơi xuống à? Không rơi đâu. Ấy. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Rơi thật à? Đùa. Đấy, tên, 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 tên. Ui, ui. À, bên Quỳnh Anh ở ngay trước mình. Đâu, ninja ốc đâu? Bây giờ anh sẽ là thầy để dạy ninja ốc. Học môn võ ninja. Ta-da, ta-da, ta-da. Ôi, ở đây có rất là nhiều mở khóa nhá, nhưng mà làm thế nào để mình có thể có điểm cúp nhỉ? Đâu, cộng 5 cúp thôi. Đâu? Mỗi mình đến một điểm thì mình được cộng cúp mà. Thế nhìn thế nào để biết là mình có cúp bao nhiêu? À, không biết được, em vào đâu em nhìn ạ. Anh cũng không biết, anh không cần vì bây giờ anh đã quá VIP rồi. Yes! Quá đẳng cấp, cộng 5 cúp thật. Nè, vào trong shop xem nào. Ui giời. Toàn gọi là mình quá VIP ở đây rồi. Nên bây giờ mình chạy bộ này. Mình chạy bộ. Ôi, không được các bạn ạ. Chạy bộ không được. Mình phải bay. Ông vượt bê Quỳnh Anh ơi. Trời ơi. Bay sang núi băng. Trời. Yeah. Wow, kinh đấy. Ai giời ơi. Chiến thần. Mình không hề bị đần. Ui, đứng ở đấy à? Ờ. Anh ơi, anh nhảy cao rồi đấy. Nhảy xuống biển. Ôi mày quá. Người ta gọi là ninja lưỡi hái tử thần. Đâu có phải ninja bị đần như ốc đâu. Ui đi đây, ninja ốc đấy rồi. Ôi ninja ốc đi vãi cũng tới. Anh nhảy vãi tới luôn rồi. Rồi. Gì đây, chỗ này là cái gì? Em phải tăng sức mạnh lên mới được. Mình không thể để Bê Quy Thành qua mặt thế được. Đây là cái gì? Nhìn ui, nhờ, nhìn. Tăng tốc độ chạy lên 39 robot này. Nhìn chỗ này là gì? Nhìn thấy anh giống như cái anh ở trên này chưa? Đâu? Anh bây giờ phải lưỡi hái tử thần chứ không hề bị đần như ốc. Chứ không có quần áo nhỉ? Không có quần áo nhỉ? Ờ. Vào shop có bán quần áo không ta? Không có quần áo các bạn ạ. Đúng rồi các bạn ạ, không bán quần áo ninja chán ghê. Bây giờ mặc bộ quần áo ninja vào anh đúng ngầu luôn. Ồ, có một bạn đứng ở trên tường kia. À, khu mới chơi đâu rồi? Bắt đầu quá hành trình ốc ơi, chúng ta sẽ đến với khu núi băng luyện tập. Em cần gì phải luyện tập? Nhìn anh. Nhìn anh này, tới đây luôn. Hả? Gì vậy trời? Ốc đâu? Ôi đây, ốc đây rồi. Ui ơi, ôi ơi, con là ninja vô địch thế giới luôn. Thật rồi, bây giờ mình sẽ nhảy từ từ nha. Mình sẽ chạy bộ cho các bạn thấy trình độ của mình. Ngoài không không cần robot, mình cũng sẽ gọi là đẳng cấp VIP rồi á. Không cần robot đẳng cấp cái gì. Không cần robot có đẳng cấp vào mắt. Ây, yes. Mình cứ vượt mình, cứ hít khói nãy giờ thôi. Ở đâu rồi, mình đi theo bước. Chiu chiu chiu. Đập đầu tường, như đứa không bình thường luôn rồi các bạn ạ. Không được được. Không được, ốc vượt qua mình rồi. Em vượt qua anh chưa được. Trước thôi. Ôi, các bạn ơi. Không được các bạn ơi. Gọi, người ta gọi là sơ hở một cái đồng đội mình gọi là... Làm gì qua lại đồng đội của anh? À... Anh mãi chỉ là đồ đệ của em thôi. Đồ đệ gì em chạy đi chẳng tới đâu. Chẳng qua anh là một đứa đồ đệ có điều kiện thôi. Đồ đệ cái gì? Bay một phát tới đây luôn. Người đâu, tới đâu rồi? Không sao, checkpoint được rồi. Có chết cũng được rồi các bạn. Hơi ngu nhưng mà không sao. Mình là ninja ngầu nhất thế giới mà. Ngầu nhất thế giới cái gì? Nhìn đây các bạn ơi, mình đã bay mượt luôn, không chết phát nào luôn các bạn ạ. Mình cảm thấy là không cần kỹ năng quá xịn, chỉ cần các bạn có thể làm chủ được kỹ năng là ok. Mình nhảy một không chết phát nào. Ui dồi ôi, thẳng đường về đích. Về đích cái gì? Anh không có tuổi đâu, Bê Quy Thành ạ. Anh đuổi kịp em ngay, anh gọi là chiến thần, gọi là ninja. Chiến thần gì đấy? Chiến thần sấm sét. Ôi trời ơi, ninja sấm sét lưỡi hái tử thần. À, nhìn đâm đây. Đâm vào cái cây. À, ninja đâm vào cây. Ninja hơi phè thôi nhưng mà. Về đích rồi, mình về đích các bạn ơi. Vào đây, Bê Quy Thành đâu? Đây. Ôi rồi. Yeah. Yeah. Bên Quỳnh Anh mãi mãi chỉ là người đến sau thôi. Rồi, xem map này ai đến sau. Cái gì? Anh đi trước rồi. Đây, chớp em đi trước luôn đấy. Chớp em đi đi. Đây, đi đây. Anh sang hẳn bên này kim tự tháp này.
anh không được checkpoint quá thế đâu, mình phải checkpoint lần lượt. Anh checkpoint rồi, anh checkpoint rồi. Anh checkpoint ở đích luôn à? Anh checkpoint bên kia luôn. Rồi rồi, anh đẳng cấp quá các bạn ơi, anh về đích đầu tiên. Cái gì vậy? Yes. Tí dụng, quá đà hả? Ai trời ơi. Mình mạnh quá các bạn ạ, mình gọi là checkpoint, gọi là liên. Các bạn hãy xem rồi. Lại mình chơi á, không chết phát nào luôn. Bê Quy Thành chỉ có mà nhìn mấy mẻ mặt ước ao. Anh tới đích rồi. Hả? Gì vậy trời, lại tới đích rồi á? Ôi ông đang ở đâu ơi? Ôi ông đang ở đâu ơi? Ôi giời, Lisa phèn quá. Lisa gì, làm sao bằng Lisa lưỡi hái tử thần của ta. Chấp hết rồi. Gì vậy? Ông kìa, ông kìa kìa, ông về bé con kìa. Đi đi xem ốc. Ôi xa. Cay thật đấy các bạn. Rơi xuống dưới bị chết ngay. Ồ, từ từ. Đâu rồi? Ninja Sida đâu rồi? Đang đến đây. Ôi giời, thằng bên kia. Ôi giời, nó bảo không để đấu với Ninja sấm sét ta được đâu. Yeah. Đây rồi, Ninja áo hồng ấy chồng đây rồi. Không rồi, rồi bây giờ mình phải búp sức mạnh chạy nhanh hơn. Chấp em chạy nhanh hơn nha. 39 Robux mình sẽ mua sức mạnh chạy nhanh để xem mình có chạy nhanh của Bê Quy Thành không, để xem cái đồ của Bê Quy Thành cái gì đến đâu. Ôi ôi, gì đây này, gì đấy, gì tốc độ chưa? Tốc độ gì? Người ta gọi là ma tốc độ. Mình sẽ mua cả búp cả nhảy nữa cho đồ hành tráng các bạn ạ. Ây giờ anh bây giờ mà tốc độ nữa thì anh vô địch quá các bạn. Anh bắt đầu đi vào map địa ngục à? Chúng ta sẽ đi gọi là luyện ở dưới gọi là khu vực khó hơn đó, địa ngục. Nhìn nè, em có hiệu ứng hơi bị đỉnh cao đấy. Bây giờ nhìn bây giờ anh có này. Thêm hiệu ứng của việc chạy nhanh và nhảy cao. Thế à? Anh bay một phát sang bên này luôn các bạn ạ. Ôi, đây nhanh quá. Không sao các bạn ơi, mình là ninja đỉnh cao, mình phải đậu ở trên những cái cột này nó mới đẳng cấp, hiểu không các bạn? Đó, thấy không? Đậu ở trên cột đó. Đấy, đấy, thấy không? Checkpoint đâu rồi? Ốc rồi. Ốc chạy đâu ta? Ai à? Kì kìa. Nhưng làm nhìn sao bằng ninja bên Quy Thành, mình sẽ đậu ở đây ấy, mình chặn đường ốc luôn ấy. Đây đây người ta mới gọi là ninja đây à. Ok kìa. Ôi ơi. Ôi bên Quy Thành nhảy lên cả những cái vách đá hả? À? Đúng rồi, người ta thấy mới gọi là ninja. Đi em ninja đi đường bộ, ninja Sida. Nhìn anh như này. Chiu 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 a. Thì đó căn đầu vào đá. Thể hiện trên cây cột điện dụng nhất nhất dạng. Thôi được rồi, mình sẽ nhảy sang bên này trước các bạn. Đậu vào đây. Đấy. Rồi đó mình sẽ nhảy sang bên này. Ok, ở đây các bạn ơi. Trời ơi, người ta gọi là đẳng cấp mà ninja người ta phải thế. Đúng rồi, ninja phải đu dây điện ấy. Đu dây điện, dây điện giật tê chết từ từ à. Ninja phải đu dây điện. Nhìn đây này. Em biết có một ninja ngoài đời thật đấy, Bê Quy Thành. Ninja gì? Ninja liên. Ôi giời ơi. Ninja liên à. Ôi chết rồi. Anh tới đích rồi các bạn. Hả? Gì vậy trời? Người ta mình là... nghe Bê Quy Thành tới đích cái mình sang chấn tâm lý, mình không đi được nữa luôn. Thấy chưa, nhìn ninja người ta phải bay cả lên trên này, đậu ở trên cột như này, gọi là ninja đúng không các bạn? Ninja ốc làm gì kia? Đâu ninja kì, ninja ốc rơi xuống lava. Ninja ốc Sida. Nhìn ninja Bê Quy Thành đứng trên nó gọi là cây cột này luôn. Ninja ốc tới đích chưa? Đấy rồi. Ui giờ chưa tới đích, người ta đây tới là đích rồi. Nhìn đây là hạ cái ngầu chưa? Bùm. Có continue không? Continue đi. Continue. Ai dạ? Continue quay về đây rồi ốc ạ. Quay về nơi đến ban đầu à? Đúng rồi, xem thế giới nào. Ồ, mình đi chơi hết còn gì nữa. Rồi các bạn ơi, vậy trong ngày hôm nay các bạn thấy ai mới là ninja vô địch thế giới ở đây? Bê Quy Thành được ấy. Được, quá được luôn. Và nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy Bê Quy Thành là trở thành ninja hay nhất thì các bạn bình luận ở dưới nha. Sao mình không biết cái ninja này ở Bê Quy Thành? Ninja lửa, ninja nước, ninja gió, ninja lava. Nhưng làm sao bằng ninja sấm sét được. Uầy. Còn có cả lưỡi hái như này. Ok các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách nhấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo để bọn mình có thêm Robux. Lần sau mình sẽ mua quả ninja combo này cho các bạn xem. Lần sau chơi game gì mình sẽ mua đồ xịn nhất. Nhưng các bạn phải xem hết quảng cáo và đừng bỏ qua nhé. Và bây giờ bye bye. Bye bye, mình đi chơi tiếp đây. Yeah, solo đi lại đâu. Đi ra đảo không, Bê Quy Thành? Một phát tới đích luôn, một phát tới đích luôn.